ba nó nhát lắm, phải đứng im lúc lâu mới dám lên nó ăn. Ba ba này thì là từ cái mùa sinh sản của nó là bắt đầu từ tháng giêng đến tháng hai âm lịch là bắt đầu nó sinh sản. Thì mình khai thác trứng và mình đưa vào trong cát ấp, đưa vào trong cát và mình đưa vào trong khu nhà ấp thì nó sẽ mất khoảng 2 tháng. 2 tháng cái trứng sẽ nở, như cái hàng ba ba như này đã nở được vào 3 tuần tuổi. 3 tuần tuổi thì con ba ba nó mới đạt được cái kích thước và trọng lượng như thế này. Và từ cái giai đoạn này thì có một số thì nông hộ trang trại người ta cũng có thể là vào giống từ này về, người ta tự ương lên giống to hơn. Còn có một số khách thì người ta sẽ đặt lên ương nuôi theo từng giai đoạn, có thể là cái loại 100 gram hoặc 200-300 gram. Bởi vì trong cái quá trình nuôi con ba ba nó như này, nó sẽ từ cái giai đoạn như con ba ba nhỏ này đến cái giai đoạn thương phẩm là nó mất khoảng 3 cái giai đoạn chính cơ bản. Tức là từ cái con nhỏ 1 tuần tuổi này ương đến giai đoạn là 3 tháng tuổi. Và từ cái 3 tháng tuổi đến khi mà được con ba ba nó đạt trọng lượng khoảng 300-400 gram thì nó khoảng nuôi nó khoảng tầm 7-8 tháng. 7-8 tháng thì lúc đấy là khi con ba ba nó biết rõ được cái phân biệt bằng được cái bằng cái đuôi của nó rồi ấy, thì lúc đấy là mình mới đưa đến giai đoạn là ương nuôi lên thương phẩm. Cái doanh thu của trại mình thì từng cả con giống mình bao tiêu, mình xuất bán con giống và mình bao tiêu cái hàng thịt cho bà con. Thì hàng năm đây như cái con giống này mình đang bán xuất bán nó từ 10 đến 30 vạn. Còn cái hàng thịt thì sau cái 2 cái năm Covid thì vừa rồi thì nó có giảm đi. Nhưng mấy năm trước thì mình còn xuất được 5 7 tấn nhưng bây giờ nó chỉ khoảng tầm khoảng 3 tấn một năm. Thì cái doanh thu tổng nó vào đâu đấy nó khoảng hơn 2 tỷ một năm. Lợi nhuận thì sau trừ chi phí đi rồi nó còn từ 15 cho đến 20%. Mẹ nó biết được nó cho chi mang rồi này.